nếu bạn là một tín đồ thời trang và có gu về làm đẹp, bạn luôn muốn mình luôn xinh đẹp, hãy thử áp dụng những bộ móng tay, nail đầy màu sắc sau đây để có thêm ý tưởng dành cho mình nhé. Một bộ móng tay với tông màu dịu nhẹ, bắt mắt luôn là tâm điểm của sự chú ý đối với những người yêu thích sự trẻ trung, sành điệu. Trong video này thì Blog New sẽ giới thiệu đến các bạn top 35 mẫu nail hot nhất hiện nay, vừa đẹp vừa đơn giản nhưng đầy cuốn hút cho bạn tha hồ lựa chọn. Đừng bỏ lỡ nha! 1. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail Hàn Quốc, họa tiết đơn giản. Với các đường kẻ sọc đơn giản cùng những họa tiết và màu sắc đầy ngẫu hứng, bạn sẽ có bộ móng nổi bật, ấn tượng với mẫu nail hot nhất năm 2020 này. 2. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail đính đá. Mẫu nail đính đá đã trở nên quen thuộc với phái đẹp, với những chi tiết kết hợp với đá. Vô cùng khéo léo và tinh tế theo phong cách Hàn Quốc sẽ giúp bạn có bộ móng sang trọng, quý phái. 3. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail đính họa tiết trăng sao. Đây là mẫu nail hot nhất hiện nay được rất nhiều cô nàng K-pop lựa chọn. Chỉ là họa tiết trăng sao, đính trên nền sơn bóng, cũng đủ đốn tim được rất nhiều nàng. Các nàng điệu đà hay là cá tính thì có thể chọn sơn màu xanh đậm, màu đen hoặc là thay cho sơn bóng. 4. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail họa tiết hoạt hình. Mẫu nail hoạt hình thường không quá chú trọng về mặt họa tiết hay là màu sắc, phải cầu kỳ. Chỉ cần bạn thích hình ảnh nào và cảm thấy màu sắc hài hòa là được. Thông thường thì nên chọn những tông màu nhẹ nhàng, dễ thương cho mẫu nail xinh hot nhất hiện nay này. 5. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail nhũ kim tuyến. Sử dụng nhũ kim tuyến hoặc là xe queen trên cả bàn tay giờ đây có vẻ hơi lỗi thời. Xu hướng mẫu nail nhũ kim tuyến chỉ phủ ánh nhũ và hạt xe queen nhiều màu ở một phần ngón tay tạo độ loang nhẹ. Chọn mẫu nail này chắc chắn sẽ khiến bạn tỏa sáng ở mọi bữa tiệc. 6. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail thủy tinh. Mẫu nail thủy tinh nghe có vẻ lạ lẫm nhưng đang trở thành xu hướng mẫu nail hot nhất hiện nay. Đây là cách trang trí móng với những mảnh giấy ngũ sắc hologram được cắt thành nhiều dạng hình học khác nhau. Hiệu ứng lấp lánh đặc biệt của những mảnh giấy ngũ sắc này đều rất giống với những mảnh thủy tinh vỡ. 7. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail họa tiết da báo. Đây là mẫu nail mang phong thái gợi cảm và đầy hoang dã. Với cách phối hợp nhịp nhàng, các chi tiết da béo cùng các mảng màu và đá, bạn sẽ có một bộ móng độc lạ nhất. 8. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail họa tiết vân đá. Đây là mẫu nail tạo ra những đường vân trông như đá cẩm thạch. Mẫu nail vân đá sẽ mang đến cho bạn một bộ móng tinh xảo, tuyệt kỹ và nổi bật. 9. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail vẽ hoa. Đây là mẫu nail hot hiện nay dành cho các cô gái lãng mạn. Mẫu nail mà bạn có thể thỏa sức sáng tạo với những bông hoa ưng ý theo sở thích. 10. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail hình dâu tây. Tùy cách sở thích và biến tấu để bạn sở hữu được một bộ bóng tay hình dâu tây cực kỳ hút mắt. Màu nút, hồng nhạt hay là một chút màu trắng như hình màu nail hình dâu tây này sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho những người mà có tính cách phóng khoáng, nhẹ nhàng. 11. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail hình dưa hấu. Hãy biến tấu cho mình một mẫu nail hình dưa hấu độc lạ để tạo cho cuộc sống thêm thú vị và ngọt ngào hơn. Bạn có thể chọn chấm bi trắng và hồng trên nền tối để móng nổi bật hơn, kết hợp với những bộ trang phục trung tính để cho diện mạo của mình không quá loè loẹt. 12. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail hình quả dứa. Mẫu nail hot hiện nay hình quả dứa chứa được rất nhiều cảm tình của phái đẹp. Bạn có thể biến đổi với các họa tiết vẽ. Tuy nhiên, màu vàng sáng vẫn là cách đánh bóng được yêu thích nhất. 13. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail hình hoa cúc. Theo nhiều đánh giá thì đây là mẫu nail đang được rất nhiều cô nàng thời trang ưa chuộng để tô điểm cho diện mạo của mình. Đặc biệt, màu sắc tươi sáng luôn giúp cho bạn nổi bật giữa đám đông hoặc trong các bữa tiệc. 14. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail ngày Tết. Đến Tết là các chị em lại súng xính đi tân trang lại bộ móng của mình sao cho bắt nhịp, hòa chung không khí Tết đang về. Những họa tiết hay được ưa chuộng nhất như hoa đào, hoa mai, màu đỏ khiến bộ móng của chị em thêm nổi bật về quyến rũ. 15. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail xinh màu nút. Mẫu nail này thì đang gây sốt hiện nay và được rất nhiều chị em thi nhau đi làm. Sở hữu mẫu nail này thì bạn sẽ trở nên sang chảnh, dịu dàng, tôn thêm nét trang nhã của đôi bàn tay. 16. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail kẻ. Những kiểu móng tay nail đơn sắc, đính đá hay những họa tiết hoa lá sẽ mang vẻ thanh lịch, sang trọng, chắc cũng khiến một số bạn gái không còn hứng thú nữa. Vậy thì để thay thế những kiểu nail xinh, kẻ sẽ giúp các bạn có sự thay đổi sang một phong cách nail cực kỳ sang trọng, quý phái.
17. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail họa tia gen. Họa tia gen, hoa đen không chỉ sành điệu khi là những chiếc váy đẹp, mà nó còn rất thời trang khi áp dụng lên móng tay. Vào mùa thu, bạn có thể sử dụng gam màu tối và đậm để hoàn thành những mẫu nail đẹp này. 18. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail họa tiết chấm bi. Khi nhắc đến những mô hình móng tay đẹp thì người ta sẽ nghĩ ngay đến họa tiết sọc hoặc là chấm bi. Đây là hai mô hình nail bền bỉ với thời gian và không bao giờ lỗi mốt. 19. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail màu ombre. Là sự kết hợp giữa hai màu khác nhau nhưng được hòa quyện một cách tinh tế. Màu ombre rất nhanh chóng đã trở thành xu hướng trong những năm gần đây. Mẫu nail màu ombre thì mang lại hiệu ứng thị giác mãn nhãn với sự chuyển màu đậm nhạt, đầy nghệ thuật. 20. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail phối màu, đỏ rượu và hồng pastel. Mẫu nail màu đỏ không chỉ giúp bạn nổi bật giữa đám đông, mà nó còn đem lại sự may mắn. Tuy nhiên, nếu bạn không biết cách kết hợp màu sắc thì rất dễ trở nên xến sẩm. Vì thế, việc kết hợp với màu pastel là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo để giúp bộ móng của bạn vừa tinh tế nhưng lại không kém phần nổi bật. 21. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail tông xám chủ đạo. Đã bao giờ bạn thử qua một mẫu nail có màu xám làm chủ đạo như là màu ghi xám hay là màu ghi chưa? Màu xám là sự kết hợp giữa màu trắng và màu đen. Vì thế mà những mẫu nail màu xám mang lại cảm giác hơi trầm tĩnh, yên lặng, vô cùng thích hợp với những cô nàng, nữ tính và đáng yêu. 22. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail màu nút mang vẻ đẹp yêu kiều, không thể chối từ. Sơn móng màu nút luôn là xu hướng làm đẹp của mọi cô nàng và chưa bao giờ có dấu hiệu hết hot. Màu nút rất thích hợp cho những cô nàng yêu thích sự nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng vẫn toát ra sự sang chảnh. Có rất nhiều màu nút cho bạn tha hồ lựa chọn như là nâu hồng, hồng tím hay là màu nút sữa. 23. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail màu sắc kẹo ngọt. Những cô nàng ngọt ngào, nữ tính và đáng yêu thì chắc chắn không nên bỏ qua những mẫu nail mà có màu sắc kẹo ngọt. Không những thế, những bạn trẻ đang muốn hoàn thiện phong cách của mình thì chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn mà không làm bạn thất vọng. 24. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail tông nâu đất lên ngôi. Tông nâu đất đang là xu hướng dùng màu mới nhất năm 2020 và mẫu nail màu nâu đất chính là mẫu nail được săn đón nhiều nhất trong năm nay. 25. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail xanh ngọc. Nếu bạn muốn phá cách, muốn thay đổi những cách phối màu cổ điển từ trước cho đến nay, thì xanh ngọc là sự lựa chọn màu bạn nên cân nhắc. Những mẫu nail màu xanh ngọc sẽ mang lại vẻ đẹp tươi mới, tràn đầy sức sống cho chủ nhân sở hữu. 26. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail màu sắc rực rỡ. Màu sắc rực rỡ bắt mắt không chỉ tượng trưng cho sự quyến rũ, mà chúng còn mang đến sự năng động và cá tính. Vì thế, những mẫu nail màu sắc luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của nhiều cô nàng và chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt. 27. Mẫu nail hot nhất hiện nay, dịu dàng hơn với mẫu nail tông màu trầm. Những mẫu nail tông trầm không chỉ thích hợp cho mùa thu yên bình, mà nó còn là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày đông giá rét. Mặc dù đây là một tông màu trung lập, thế nhưng bấy nhiêu là quá đủ để tôn lên vẻ đẹp dịu dàng cũng như quyến rũ của bạn cho người đối diện. 28. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail tông xanh kết hợp hoa lá cho nàng dạo biển. Từ xưa đến nay thì màu xanh luôn gắn liền với sự tươi mới, yên bình và niềm tin hy vọng. Màu xanh luôn làm cho ta thấy yêu đời và thoải mái. Đây cũng chính là lý do mà những bộ nail màu xanh hoa lá luôn được các cô nàng săn đón cực kỳ nhiệt tình. 29. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail hoa lá vintage. Mẫu nail họa tiết vintage rất thích hợp cho những cô nàng ngọt ngào, mang hơi hướng cổ điển, mong muốn thể hiện phong cách riêng của bản thân. 30. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail họa tiết nhỏ xinh. Những mẫu nail họa tiết nhỏ xinh, nhất là từ những bông hoa, đang được rất nhiều người yêu thích dạo gần đây. Nếu bạn biết cách phối hợp tinh tế giữa họa tiết và màu sắc, thì chắc chắn đây sẽ là mẫu nail hoàn hảo để bạn diện với các dịp đặc biệt đấy. 31. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail những chú mèo đáng yêu. Những cô gái yêu mèo và thích thú việc tạo hình những chú mèo thật ngộ nghĩnh, đáng yêu trở nên một mẫu nail thì bạn có thể tham khảo mẫu nail hot nhất hiện nay này, mẫu nail những chú mèo đáng yêu. 32. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail mắt ngủ. Mẫu nail họa tiết mắt ngủ độc đáo nhưng không kém phần đáng yêu, vô cùng thích hợp với những cô nàng nữ tính, trẻ trung và năng động. 33. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail trắng đen không quá rực rỡ nhưng lại chất. Nếu bạn không thích những màu sắc rực rỡ thì những mẫu nail đơn giản với tông trắng đen là sự lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Sự thanh lịch, sang trọng nhưng không kém phần hiện đại cũng chính là lý do những mẫu nail này luôn được chị em lựa chọn và yêu thích. 34. Mẫu nail hot nhất hiện nay, mẫu nail cắt ao đủ sắc màu. Những mẫu nail cắt ao đang là xu hướng làm đẹp mới lạ nhất của giới trẻ
và nó cũng rất ưa chuộng hiện nay. Nhưng đường cắt độc đáo, kết hợp những màu sắc nổi bật sẽ giúp đôi bàn tay của bạn trở nên cực kỳ bắt mắt và ấn tượng đối với người đối diện. 35. Mông nail hot nhất hiện nay, mông nail trắng xám và đính chút đá kiêu sa. Nếu bạn sợ rằng kết hợp nguyên bộ đôi màu xám và trắng có phần tẻ nhạt, thì việc kết hợp hai màu sắc này với chút đá kiêu sa sẽ tạo thành một mẫu nail hot nhất năm 2020 này. Tổng hợp top 35 mẫu nail hot nhất hiện nay mà Blog New vừa mới giới thiệu phía trên được rất nhiều người đánh giá tốt về màu sắc, đa dạng, lẫn phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Với những mẫu nail đẹp này thì bạn sẽ rất sang trọng và sành điệu trong dịp đi chơi, đi tiệc, đi làm hay là đi dạo phố. Hãy nhớ theo dõi Blog New mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều video về làm đẹp khác nha. Các bạn thấy video hôm nay của Blog New như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.